Cũng trong rạng sáng nay, ngày 7 tháng 12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 3 người tử vong bên trong căn nhà được khóa nhiều lớp. Và đến trưa nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nói trên. Trước đó, khoảng gần 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, căn nhà phố địa chỉ 485 nằm trên đường Võ Thị Nhỡ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, hẻm 487 đường Huỳnh Tấn Phát cũ, phát hỏa bốc cháy ngùn ngụt. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy, bít mất lối thoát ở tầng trệt. Lúc này có hai phụ nữ và một cháu bé đã bị mắc kẹt bên trong. Nhiều người dân phát hiện sự việc đến hỗ trợ nhưng đã quá muộn. Kính cửa thì được bọc bởi một lớp hàng rào và một lớp kính cường lực. Và lửa bốc ngược vào trong, nổ cả xe máy rồi cháy lan lên tầng gác. Nhiều người dân sau khi phát hiện đã dập cửa trì hô, nhưng bên trong nhà khóa cửa phát ra nhiều tiếng nổ, cửa kính đổ sập cùng với khói lửa bao trùm cửa nhà khiến những người bên ngoài tháo chạy. Cùng thời điểm này, bên trong nhà có tiếng người kêu cứu nhưng vì cửa khóa nhiều lớp nên không thoát ra được. Hai chiếc xe Honda nó nổ ầm ầm rồi. Có nghe tiếng nổ luôn đó không? À, nghe toàn nó nổ dài dài, nó nổ máy lạnh máy gì nó nổ sạch hết. Một cái tủ lạnh nè, một cái tivi, một dàn máy nè, hai chiếc xe Honda nè, một cái ghế nè. Lúc đó người dân ngoài là trời ơi, đậy hết đường rồi, cứu không được. Đập cửa nhưng mà không đập được hả? Không đập được, người ta đem hả xà beng đem đồ, cửa trong phá đâu có làm được. Xà beng đồ hả cứu quả đồ xuống đục luôn. Làm cả tiếng đồng hồ mấy cửa mới banh ra. Điện lúc mà nó mới bốc khói nhỏ nhỏ thôi, ra đâu có cửa. Nhưng mà cứ kêu đập cửa, kêu rầm rầm, nó không có động tĩnh gì hết. Tại vì là người nhà không xuống được, mới ngủ trên lầu. Ba nó ở căn kế bên thì ổng cũng xuống cùng với chị nè, ổng đập cửa, ổng kêu quá trời luôn, đập cửa quá trời mà nó không biết. Không thấy tụi nó gì nhúc nhích vậy. Theo ghi nhận ban đầu, vị trí cháy là tầng trệt khu vực ghế salon, diện tích cháy khoảng 16m2. Do căn nhà có thiết kế nhiều lớp cửa sắt nên lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian mới phá được cửa. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu được một người đàn ông ra khỏi hiện trường đám cháy trong tình trạng ngạt khói. Tuy nhiên, ba nạn nhân khác trên tầng lầu đã tử vong. Danh tính ba nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Thị Ngọc Diệp sinh năm 1974, Nguyễn Thị Mai Huỳnh sinh năm 1978 và Nguyễn Mai Thanh sinh năm 2018, đều là người thân của chủ căn nhà bị cháy.